Dũng Taylor xin chào khán thính giả của kênh Dũng Taylor TV đến với uh, chương trình uh, Dũng Taylor ngày uh, hôm nay là ngày uh, mùng 2 Tết 26 Tây tháng 1 tại Hoa Kỳ 10 giờ tối có nghĩa là 1 giờ sáng ngày mùng 3 Tết 27 tháng 1 tại Việt Nam uh, Hôm nay Dũng gửi tới cái thông tin đầu tiên nó liên quan tới vấn đề dịch uh, coronavirus uh, cái con virus corona hiện giờ nó đang hoành hành không phải chỉ có trung quốc mà lan tỏa cả thế giới nó là vấn nạn của thế giới rồi cho nên chúng ta phải có cái tầm nhìn mở và khoa thoáng một chút à, những cái câu nói mà dũng thấy ở trên cái phần à, mà quý vị à, dĩ nhiên là quý vị bức xúc và quý vị có những cái câu mà bình luận dũng nghĩ là nó đưa ra nó mang cái tính cách nó thiếu nhân văn À, chúng ta hãy nhìn với tính cách nó là con người nó lại là vấn nạn của con người nhân loại trước à, trước khi chúng ta hãy giơ tay chỉ đổ lỗi cho ở đâu à, thứ nhất là ngăn ngừa cái dịch này nếu mà nó lan tỏa thì nó trở thành vấn nạn của nhân loại chứ nó không phải vấn nạn của một chính phủ hay là một sắc tộc cho nên giữa con người với con người chúng ta nên nhìn nhận vấn đề cho nó đúng khi chúng ta nhìn nhận đúng vấn đề nó thấu đáo thì chúng ta mới tìm được tới những cái biện pháp mà giải quyết vân à, vân phan hãy đổ lỗi cho chính quyền hiện giờ thì dũng thấy là phần lớn là cứ đứng đó nhìn qua đổ lỗi và không có hỏi là cách nào để chúng ta ngăn ngừa cái bệnh này và chúng ta điều trị cái bệnh này chưa ai đặt ra cái câu hỏi này hết mà thường thường phần lớn là đổ lỗi và chỉ tay và dùng cái cơ hội này để mà lên án chế độ lên án quốc gia vân vân À, hiện giờ đó những cái cách đó chúng ta làm thì nó không giải quyết được vấn đề cho nên thứ nhất là chúng ta đi qua từng vấn đề à, là vấn đề ngăn ngừa cái cái dịch này thứ nhì nữa là điều trị rồi sau đó chúng ta mới rút kinh nghiệm từ những cái vấn nạn này để mà sau này chúng ta tránh những cái vấn nạn của nhân loại cho nên thành ra ở trong cái tinh thần đó dũng khuyên quý vị xem những cái thông tin này là chúng ta nên lan tỏa để giúp cho nhau và chúng ta có những cái thông tin để mà chúng ta nắm bắt để mà giúp cho bản thân và gia đình người thân của chúng ta hiện giờ thì sáng ngày hôm nay tại hoa kỳ thì chính phủ hoa kỳ bộ y tế hoa kỳ cdc nó gọi là center for disease control đã xác nhận là ca nhiễm thứ ba đã có mặt tại hoa kỳ và quan trọng nhất là có mặt tại quận cam quận cam Orange county california quý vị cũng biết là quận cam coi như là thủ phủ của người á châu ở hải ngoại nhất là thủ phủ của người việt nam chúng ta rất đông người việt nam phần lớn đây là đông nhất của người việt nam là ở tại à, quận cam cho nên thành ra cái tin này nó chấn động đây là cái dự việc à, cái ca nhiễm thứ ba à, ở tại hoa kỳ ca thứ nhất là seattle ca thứ nhì là ở chicago cả hai bệnh nhân đó đều đang được hồi phục à, và hiện giờ cả hai thành phố đó không có loan báo về cái mức à, à, nó gọi là lây nhiễm cho những người khác thì cái ca thứ ba đến từ một người đàn ông 50 tuổi từ vũ hán trở về và ông này là người ở tại quận cam và hiện giờ là bác sĩ đang cách ly ông và đang điều trị, à, đang điều tra xem coi những người nào đã à, va chạm với người hành khách này và những người nào, tại vì chúng ta cũng biết thời gian ủ bệnh của cái con virus này là hai tuần, hai cho tới ba tuần, cho nên có thể là chúng ta bị bệnh mà chúng ta cũng chưa nắm bắt, chưa biết là chúng ta bị bệnh cho tới lúc nó 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 bùng nổ, cho nên chúng ta đang điều tra, bộ y tế đang điều tra là người đàn ông này đã À, va chạm với những người nào khi mà à, về từ Vũ Hán trở về Mỹ Thì đây là cái thông tin à, chính thức đã đưa ra từ ở bên Bộ Y tế Hoa Kỳ à, là Chúng ta cũng thấy là để cho quý vị trong cái thời gian này quý vị bắt nắm những cái thông tin Khi quý vị thấy cái chữ CDC này là của Hoa Kỳ nha Còn chữ WHO, WHO là của Y tế Cũng hai bộ nó giống nhau nhưng mà đây là của Hoa Kỳ CDC là Center for Disease Control Uh, và ở bên hu là nó giống nhau nhưng mà hu là mang tầm cỡ quốc tế còn đây là của hoa kỳ thì bộ y tế của hoa kỳ đã vừa mới xác nhận là đã có cái ca nhiễm thứ ba tại quận cam chúng ta uh, thì đây là một trong những cái điều mà chúng ta đang báo động uh, thì uh, cdc cũng cho biết là kể từ thứ sáu vừa rồi là có 18 hành khách uh, đến từ uh, vũ hán uh, đến phi trường los angeles là đã uh, được uh, cách ly họ có những cái triệu chứng hoặc là những cái điều mà chúng ta nói là uh, bất an cho cộng đồng thì đã bị cách ly ra và đây là hình ảnh của phi trường los angeles quý vị nào đến phi trường los angeles uh, quý vị cũng biết đây là một cái cửa khẩu vào mỹ ở bên bờ tây rất là đông ở bên bờ tây của mỹ có ba phi trường lớn mà chúng ta phải biết sẽ là cửa khẩu quốc tế Los Angeles là một thứ nhì là San Francisco là ở Bắc cali và thứ ba là ở Seattle washington là ba cửa khẩu lớn còn bên bờ đông thì chúng ta có JFK là phi trường New York có phi trường Miami là thứ nhì và thị trường thứ ba là Atlanta là bờ đông còn ở miền trung của nước mỹ thì chúng ta có Dallas có Houston và có Chicago thì thường thường quý vị nghe những cái thông tin gì mà nó liên quan tới những cửa khẩu lớn của phi trường của Mỹ là đó là những cái phi trường mà Dũng vừa mới nêu ra thì chúng ta cũng thấy là bệnh bộ y tế nói rằng từ hôm thứ sáu có 18 hành khách đến từ Vũ Hán thì dĩ nhiên ngày thứ năm là thông tin của Bắc Kinh đã phong tỏa thành phố Vũ Hán kể từ 10 giờ sáng ngày thứ năm thì nhiều người dân ở Vũ Hán họ đã tranh thủ để họ à, thoát ra khỏi thành phố để mà không bị cách ly Thời gian cách ly bị phong tỏa thì không biết là bao lâu, có thể là lên một tháng, 2 tháng ở Vũ Hán. Cho nên có nhiều hành khách họ tranh thủ để họ rời khỏi Vũ Hán. Cho nên ngày thứ sáu là họ đã đến những cái nước láng giềng chung quanh trước khi cái lệnh cấm phong tỏa ở Vũ Hán. Thì theo Bộ Y tế Hoa Kỳ là 18 hành khách tuổi từ 3 từ 3 tuổi cho tới 58 tuổi đã bị cách ly sau khi họ đến phi trường Los Angeles và họ đã đang được à, à, xét nghiệm thì trong số người đó thì có một người đàn ông thì ở tại quận Cam và được xét nghiệm là à, bị nhiễm cho nên hiện giờ là tình trạng chưa phải là báo động chỉ có một người thôi thì bộ y tế đang xét nghiệm những à, những ca khác hiện giờ tại Hoa Kỳ nói chung hết là có khoảng hàng chục ca đang được xét nghiệm nhưng mà người đàn ông ở tại quận Cam này là đã bị cách ly và hiện giờ tình trạng thì không có báo động nhưng cho biết là à, con virus này nó đã tới hoa kỳ và nó tới bên cạnh của chúng ta bên quận cam thì nó không phải là vấn nạn của thế giới nữa à, đây là một cái điều mà à, chúng ta nên ghi nhận à, phóng viên của à, afp có mặt tại một bệnh viện tại vũ hán trong lúc này mà phóng viên dám đi qua bên đó thì cũng là rất là phải nói là anh hùng dũng phải nói là đồng nghiệp của dũng nhưng mà dũng cũng phải cho là những người này là những người anh hùng À, họ đến để họ báo cáo, xem tình hình như thế nào. họ nói rằng ở Vũ Hán hiện giờ nó là một cái à, cái cái bệnh viện của Vũ Hán là một trong những cái nơi mà bấn loạn, à, nhiều người quý vị cũng thấy là đang mang ghế nhựa theo để sắp xếp ngồi chờ ở bệnh viện à, Vũ Hán để được khám, họ đợi à, trung bình là 5 cho tới sáu tiếng vẫn chưa có bác sĩ khám bệnh. nhiều người nói là ho không ngừng nghỉ, ho là một trong những cái triệu chứng đầu tiên, sốt, ho, nhảy mũi, hắt xì hơi là những cái triệu chứng đầu tiên của cái con virus này nó đã tấn công vào và nó đã bùng nổ Không phải là trong cái mùa cúm này ai ho cũng đều con virus này Nhưng đó là những cái triệu chứng đầu tiên Khi chúng ta thấy người thân của chúng ta có những cái triệu chứng này Là nên tìm tới bác sĩ ngay nhất là trong cái dịp này Trong cái lúc mà dịch nó đang lây lan Thì uh, phóng viên cho thấy là nhiều người đã xếp hàng 5-6 tiếng đồng hồ Họ chờ lâu quá họ phải mang ghế nhựa theo Để mà họ ngồi chờ uh, ngoài phía ngoài khu vực khám À, ở cái phòng khám thì nó có một cái khu vực khám ở phía ngoài của nhà thương của Hồng Thập Tự à, Là Red Cross họ set up để mà chuẩn đoán những người mà gọi là có triệu chứng thôi sơ thẩm trước khi vào bên trong Gặp bác sĩ khi vào trong tới bệnh viện là những người đó là được xác định là đã nhiễm rồi Còn nếu mà chúng ta có những triệu chứng thì chúng ta gặp ở một cái khu phía bên ngoài Của Hồng Thập Tự họ sẽ đắp để mà tránh cái vấn đề lây nhiễm từ trong bệnh viện à, Nhiều bệnh nhân bức xúc và họ cấu tiếc vì họ cảm thấy cái sự bất lực của bệnh viện nói đi thì cũng phải nói lại vì cái số lượng bệnh nhân bây giờ nó bùng nổ đây có thể là cái sự bưng bít của chính phủ trung quốc từ giữa tháng 12 họ đã khám phá là cái con virus này nó đã lan tải nhưng họ cố gắng giải quyết và bưng bít cái thông tin à, trước khi mà chủ tịch tập cận bình đã đưa cái thông tin này ra giữa tháng 11 thì nó đã bùng nổ lên có nghĩa là một tháng đó là họ đã cố gối, gối gắng à, dùng để mọi biện pháp giống như là giấy giấy để gói lửa nhưng mà bây giờ nó là à, khi mà họ lên tiếng thì là cái 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 số lượng người bị nhiễm nó cao hơn cao gấp có nhiều chuyên gia cho rằng cao gấp 10 lần cái con số à, được tuyên bố hiện nay là khoảng 2.200 ca đang bị nhiễm và 56 người đã bị tử vong mà chúng ta thấy tại sao con số này nó tăng vọt qua hàng ngày hàng đêm vì nó không phải tăng vọt mà nó đã nằm đó sẵn rồi tùy theo là chính phủ Trung Quốc muốn tuyên bố bao nhiêu và sẵn sàng tuyên bố bao nhiêu à, chúng ta cũng thấy là có một số người xếp hàng chờ lâu quá và không gặp được bác sĩ vì số lượng bác sĩ không đủ họ đã ngất xỉu và có nhiều người nói là chờ mãi gặp không được gặp bác sĩ hoặc gặp bác sĩ thì bác sĩ chuẩn đoán là có bệnh nhưng mà nói là ở trong bệnh viện không còn giường nữa cho nên phải ra về À, một trong những người đàn ông trung niên đội mũ hình của mao tạch đông cho thấy là họ vẫn tôn thờ cái chế độ đó nhưng mà đơn giản thôi chế độ chính quyền là một chuyện nhưng mà hiện giờ là họ đang cần giúp nhưng mà dũng thấy là chính quyền bắc kinh cũng đã tuyên bố là họ à, xây dựng hai nhà thương khẩn để mà, mà 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 trị liệu cho những người bệnh nhân này thôi nhưng mà thực sự là bây giờ bệnh nhân nó nó đi qua cái mức mà Khỏi tầm tay của chính quyền luôn, mình phải nói nhìn nhận lại là chính quyền Trung Quốc họ đã làm hết khả năng của họ, thật sự hiện giờ họ đã à, kêu là cách ly, phong tỏa 14-15 thành phố à, của Trung Quốc, nó ảnh hưởng lên tới hàng trăm triệu người. Nhưng hiện giờ cái dịch nó đang lây lan và nó đã tới một cái mức báo động. Dĩ nhiên là Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới chưa đưa lên cái hồi chuông báo động. Họ cho rằng là cái con virus này nó vẫn còn phần lớn là nằm ở trong Trung Quốc dĩ nhiên là nó có cái mức lan tỏa ra thế giới nhưng nó chưa tới mức báo động vì chưa có những cái ca nào mà chưa điều trị được hoặc là lây nhiễm nhanh ở ngoài khỏi thế giới cho nên uh, tổ chức y tế thế giới thu chưa có muốn đóng uh, một cái uh, báo một giống lên cái hồi chuông báo động thì uh, một cái người đàn ông mà mang cái mũ hình của mau tạch đông này nói là tôi đã đợi cả ngày ở đây chưa được gặp bác sĩ và cuối cùng là khi gặp bác sĩ thì tôi đã bị trả về nhà để điều trị tại điều dưỡng điều trị vì không đủ giường bệnh nhân thì chúng ta thấy là có nhiều người không đeo khẩu trang gì dù cho là lệnh tuyệt đối là 24 trên 24 phải đeo khẩu trang trong và ngoài bệnh viện nhưng chúng ta thấy là có nhiều bệnh nhân không có đeo khẩu trang lý do là tại vì không đủ số khẩu trang nữa hiện giờ khẩu trang ở bệnh viện À, cũng không đủ và thuốc men cũng không đủ, bác sĩ cũng không đủ. Bác sĩ thì đã làm việc quá tải, chúng ta thấy bệnh nhân ngồi la liệt với nhau mà xếp hàng mà để chờ vô nước biển và một số người thì đang xếp hàng để chờ gặp bác sĩ. Với cái tình hình hiện nay của bệnh viện ở Vũ Hán thì à, thiếu bác sĩ, thiếu thuốc, thiếu khẩu trang và mức độ lây lan nó sẽ tăng nhanh vì đáng lẽ là chúng ta đầy đủ những cái phương tiện này thì chúng ta ngăn ngừa được vì thế cho nên thị trưởng của thành phố vũ hán cũng vừa lên tiếng là ông nói rằng ông không ông không ngạc nhiên nếu mà con số lượng người nhiễm tăng vọt qua đêm hoặc là nhân lên gấp gấp năm lần gấp 10 lần thì tại vì cái vấn đề là thời gian ủ bệnh và bây giờ nó đã bùng nổ và vì thiếu bác sĩ thiếu khẩu trang thiếu thuốc thiếu giường vân vân cho nên thành ra số lượng người bệnh nhân đã lây lan rất 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 là nhanh một lần nữa thì Dũng muốn báo động cho mọi người biết là Uh, cái con virus này nó đã xuất hiện ở tại quận Cam ở Orange County đó là theo lời xác định của bộ y tế Hoa Kỳ chúng ta cũng biết quận Cam ở trong cái uh, uh, trên bản đồ của hải ngoại thì không phải là chỉ là thủ phủ của người Á Châu mà là thủ phủ của người Việt uh, quận Cam vì cái khí hậu và cái địa lý uh, thích hợp uh, cho nên thành ra uh, nhiều dân sắc tộc Á Châu gọi đây là quê hương thứ nhì của họ trong đó có người Đài Loan À, người Hồng Kông người uh, Trung Quốc người đại lục uh, người uh, Hàn Quốc người Nhật Philippines vân vân nhưng mà đông nhất vẫn là khi nhắc tới quận cam thì chúng ta thấy con số mà tiêu biểu nhất vẫn là người Việt của chúng ta cho nên thành ra đây là một cái vấn đề mà Dũng nghĩ là uh, mấy ngày hôm nay chúng ta có nghe cái con virus này thì chúng ta vẫn chưa thấy nó gần chúng ta Dĩ nhiên là chúng ta lo ngại nhưng mà thật sự là bây giờ nó đã đến gần nó đã ở ngay tại quận cam thì chúng ta sẽ trông ngóng và dũng bao gồm có dũng có con nhỏ cho nên dũng cũng sẽ trông ngóng coi cái thông tin cái diễn biến này nó như thế nào và lắng nghe những lời khuyên của bên sở y tế họ sẽ tuyên bố dũng nghĩ là trong trường học cũng vậy các con đi học thì sẽ có trong cái dịp này là cái dịp lễ tết nguyên đáng cho nên thành ra những cái đám đông mà chúng ta tụ tập mà 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 nó cơ hội nó sẽ lây lan là rất là nhiều cho nên thành ra đây là một trong những cái điều chúng ta thành thận trọng, hiển nhiên là chưa có báo động thì uh, nếu mà uh, dùng được nước rửa tay mà có cồn, uh, hand sanitizer, uh, đeo khẩu trang hoặc vân vân những cái chỗ nào mà chúng ta biết là có đông người mà chúng ta va chạm mặt bằng thì chúng ta nên sử dụng những cái phương thức mà có thể uh, một phần nào là, là 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 làm hạn chế lại cái cái sự lây lan của cái con virus này. Cho nên thành ra đây là mùng 2 Tết ở hoa kỳ là mùng ba tết ở việt nam thì trong năm đầu canh tí nó đã có những cái tin mà nó đã không vui nhưng mà thật sự là chúng ta luôn luôn phải nhìn mọi vấn đề với tính cách tích cực để chúng ta giải quyết vấn đề khi chúng ta tiêu cực thì chúng ta làm cho vấn đề nó trầm trọng hơn nữa cho nên dũng kêu gọi là chúng ta nên ý thức và biết những diễn biến gì xảy ra và luôn luôn nhìn và giải quyết vấn đề một cách tích cực nếu không thì chúng ta sẽ làm cho vấn đề nó trầm trọng thêm quý vị nào không có À, chưa biết rõ về cái vấn đề quận Cam Thì Dũng có thể chia sẻ cho quý vị thấy Đây là bản đồ của quận Cam Ở trong đó thì chúng ta thấy là có uh, Thành phố mà mà chúng ta quen thuộc là Westminster Hay là Santa Ana Hay là Fountain Valley uh, Garden Grove uh, Là những cái thành phố mà chúng ta biết là có nhiều người Việt Nam Nhưng mà trong đó là bao gồm uh, Những cái thành phố mà chúng ta thấy như Irvine uh, Laguna Hill, Lake Forest Mission Viejo, Laguna Hill uh, Laguna Beach, Huntington Beach Dana Point San Clemente, uh, Cypress, uh, Seal Beach, uh, Huntington Beach, Costa Mesa, uh, Orange, Yorba Linda, Fullerton, Bray, uh, La Habra, uh, Buena Park, Palos uh, là những cái thành phố mà dũng, uh, những người nào đó, là những thành phố nằm trong quận Cam và khi nói tới quận Cam thì chúng ta biết là một trong những cái quận lớn nhất của Hoa Kỳ uh, với cái mức ảnh hưởng và cái ngành uh, cái doanh thu của cái quận lớn thứ tư của Hoa Kỳ. Nếu mà nói tới quận, thì ở mức kinh tế và doanh thu của quận Cam là được xếp thứ tư của Hoa Kỳ, cho thấy là cái tầm ảnh hưởng của có quận Cam rất 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 là lớn. À, chúng ta cũng thấy là à, tất cả những chuyến bay đến từ Vũ Hán à, à, thì đến Mỹ đều bị à, điều tra rất là kỹ và đều à, à, bị nhân viên tại phi trường đã dừng lại để đo nhiệt cơ thể. Uh, và thậm chí có nhiều người đã bị đưa vào để mà cách ly uh, mi miễn là họ biết là chúng ta xuất xứ từ bên vũ hán thì uh, điều này nó đã xảy ra và để ngăn ngừa cái vấn đề dịch lan rộng thôi chứ không phải vấn đề là kỳ thị gì cả tại uh, quận tại um, uh, on, uh, tại los angeles thì chúng ta cũng thấy có nhiều uh, um, hành khách đến từ vũ hán uh, có trẻ em mà họ không đeo khẩu trang uh, có nhiều người đeo khẩu trang và có nhiều người không đeo khẩu trang À, cho nên thành ra cái vấn đề này là nó không đều đặn ở trong cái vấn đề kêu gọi của Sở, của bộ y tế cho nên à, những người này là những người mà có thể bị kêu lại để mà à, đo nhiệt và, và khám à, nếu mà họ không đeo khẩu trang họ sợ cái bức lây lan thôi hiện giờ hoa kỳ đang điều tra hàng chục à, ca à, mà hành khách đến à, từ bên vũ hán à, có nhiều người thì chúng ta thấy đây đây cũng là phi trường của los angeles À, đã đến và họ đeo khẩu trang để ngăn ngừa cái vấn đề bị bệnh dịch nhưng mà có nhiều người thì họ cũng bàng quan lắm họ cho là à, nó không nó chưa là vấn đề trầm trọng chưa ảnh hưởng tới tôi à, cho nên thành ra à, à, không 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 đeo khẩu trang à, rồi à, còn thêm những cái thông tin gì để Dũng cập nhật thêm để cho quý vị nắm bắt à, về cái vấn đề cái nạn mà nó gọi là dịch ở à, à, Corona virus ở Vũ Hán đang hoành hành cả thế giới Dũng nói lần nữa là cái chữ hoành hành cả thế giới chứ nó không phải chỉ có ở quận Cam không nha, hoặc là ở bên Trung Quốc không. Bắc Kinh thì họ đã phong tỏa tất cả những chuyến xe bus mà nó gọi là xuyên bang hoặc là xuyên thành phố từ Sơn Đông. Sơn Đông là một trong những cái tỉnh đông dân nhất và họ cấm xe vào Sơn Đông, vào Bắc Kinh và Thượng Hải. Luôn chúng ta cũng biết lý do là tại vì hiện giờ nếu mà chúng ta cấm À, à, Vũ Hán đã bị phong tỏa như đường bay, đường xe lửa, à, đường tàu à, thủy. Nhưng mà có những người họ vẫn trốn, họ tìm cách họ rời khỏi à, Vũ Hán. Thì thành ra Bắc Kinh đã ra lệnh phong tỏa tất cả những xe bus chuyến dài à, xuyên bang hoặc xuyên thành phố vào Sơn Đông, Bắc Kinh, Thượng Hải à, và họ đóng cửa tất cả các lớp học tại à, Bắc Kinh à, trong cái dịp Tết Nguyên Đán này vô hạn định. Sau khi mà Hồng Kông cũng đã đưa ra cái lệnh tương tự là họ Hồng Kông sẽ cấm cửa tất cả 65 triệu dân đến từ Vũ Hán à, họ không cần biết uh, là có uh, có công việc hay không nhưng mà trong cái dịp này là họ đã cấm cửa những 65 triệu dân Vũ Hán à, chính phủ Hồng Kông thì cũng ra lệnh là cho học sinh nghỉ Tết Nguyên Đán ở nhà thêm 2 tuần là cho tới ngày 17 tới tháng 1 mới có uh, 17 tây uh, tháng 2 mới có thể là báo đạo cho biết là có thể trở về học hay không À, nếu mà dịch nó được ngăn chặn còn nếu mà còn lây lan thì cả cả chính phủ Bắc Kinh và luôn cả chính phủ Hồng Kông có thể sẽ tiếp tục cho học sinh nghỉ học ở nhà à, chính phủ Bắc Kinh thì họ đã lên tiếng và họ cấm mua tất cả những động vật mà mua bán tất cả động vật hoang dã À, họ phạt 7 năm tù những ai trốn khỏi Vũ Hán trong cái thời gian bị phong tỏa. Cho nên ở Việt Nam nhiều người nói ở ừ, tại sao có nhiều người đến từ Vũ Hán vân vân. À, có thể là những người đó họ đã rời khỏi Vũ Hán, họ đến một cái quốc gia thứ ba hoặc thành phố quốc ba, thứ ba rồi từ đó họ vào Việt Nam. Nhưng mà hiện giờ thì Dũng cũng mới nhận được thông tin là chính phủ Việt Nam cũng vừa mới ra lệnh là phong tỏa hoặc là à, cấm những khách du lịch đến từ Vũ Hán vân vân. À, trước đây thì chúng ta nghe mà vài ngày hôm nay thì chúng ta nghe những cái thông tin đến từ Việt Nam từ ở ở ngoài đà nẵng ở ngoài uh, nha trang có khách uh, quảng ninh có khách du lịch uh, của bắc kinh uh, của trung quốc vào thì chúng ta cũng biết là cái ngành du lịch của việt nam với lại trung quốc thì nó như môi với răng thì nói câu này thật sự là nghe nó hơi đắng nhưng mà thật sự là như thế vì quốc gia của chúng ta nó liền biên giới và nó gắn liền kinh tế của chúng ta cũng gắn liền với trung quốc cho nên thành ra cái ngành du lịch của chúng ta bao nhiêu năm nay nó cũng gắn liền với lại trung quốc cho nên thành ra là khi mà đưa ra những cái quyết định gì thì nó phải đúng đắn không thôi nó sẽ ảnh hưởng nó được và nó sẽ mất nhưng mà trong cái thời điểm này thì Dũng nghĩ là chúng ta phải thắt thắt lưng bó bụng lại để mà ngăn chặn cái dịch này nếu mà chính phủ ngăn chặn chính phủ Việt Nam đưa ra lệnh không cho khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam trong lúc này thì Dũng nghĩ phần lớn người Việt Nam sẽ luôn cả những người mà sống trong cái nghề này cũng sẽ hiểu và hy vọng là chúng ta ngăn chặn được cái dịch này trước khi cả thế giới có một cái quyết định chung liên quan tới coronavirus À, đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ là người luôn luôn tôn trọng cái uh, dân dân của họ à, họ đặt cái quyền lợi của người dân của họ lên rất là cao tại vì cái số phiếu à, họ luôn luôn họ ảnh hưởng số phiếu và người dân Hoa Kỳ là những người đóng thế trực tiếp vào trong cái nguồn máy à, của chính phủ cho nên thành ra là người dân Hoa Kỳ à, luôn luôn có chuyện gì là dân biểu sẽ đứng ra và vận động thì Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên à, sau đó thì Nhật Anh và Pháp hiện giờ đã theo chân Hoa Kỳ cho chuyên cơ vận động chuyên cơ đến vũ hán để đưa công dân của họ và những người à, cộng tác à, kêu là những người mà làm việc đại sứ về trên chính quyền về nước thì hoa kỳ là nước đầu tiên nhật và anh và hiện giờ là dũng mới nhận thông tin pháp cũng đã theo chân của hoa kỳ à, như dũng thưa thì hồng kông đã cấm cửa sáu à, chục triệu người dân hồ bắc à, nó gọi là hồ bắc nha chứ không phải là chỉ có vũ hán không hồ bắc là 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 tỉnh đó là tỉnh tỉnh hồ bắc đó, là Hubei thì thành phố Vũ Hán là nằm ở trong cái tỉnh Hồ Bắc. Thì thành phố Vũ Hán là 11 triệu dân nhưng mà Hồ Bắc hu Hubei đó là tỉnh Hồ Bắc là có khoảng chừng 60 triệu thì dân Hồng Kông họ cấm cửa cả cái tỉnh Hồ Bắc chứ không phải chỉ có Vũ Hán không nha quý vị. 60 triệu người nào xuất thân từ Hồ Bắc, đến từ tỉnh Hồ Bắc là họ cấm cửa không cho vào Hồng Kông. Và tất cả những cái môn thể thao của vòng loại thế vận hội Olympic 2020 tại Trung Quốc À, đã bị hủy và và rời về, về Kazakhstan. Cho nên là đây là chúng ta thấy cái sự trầm trọng của cái cái vấn nạn này nó như thế nào. Nó không phải là một vấn đề mà chúng ta à, nói để mà đem ra làm làm chế giễu, làm cười. À, chúng ta nó đi từ giai đoạn dĩ nhiên là chúng ta biết là những cái món ăn hoang dã mà không phải chỉ có người Trung Quốc, người Á Châu mình lại thích ăn những cái món hoang dã. Thì cái con virus này, cái con coronavirus này nó là nằm ở trong cái dòng họ của corona Uh, virus có nghĩa là từ trong thú vật nhiều nhưng chỉ có 6 loại coronavirus là nó truyền nhiễm đã chứng minh là nó sẽ truyền nhiễm từ thú vật qua bên con người. Thì hiện giờ thì uh, theo sở y tế và chuyên gia cho thấy là rắn và dơi là hai con vật mà, mà hầu như 99% là cái con virus này nó đã đến từ trong một cái chợ uh, bán uh, đồ hải sản và đồ hoang dã của uh, Vũ Hán và nó lây lan vào con người ở trong một cái món ăn À, thì bây giờ đó là một à, trong những cái lý do mà chính phủ Trung Quốc đã cấm buôn bán hết, không phải là chỉ có là là à, tiêu thụ mà cấm buôn bán những con vật hoang dã. À, Thượng Hải thì chúng ta cũng biết là một trong những thành phố mà phải nói là à, phát triển nhất của Trung Quốc và ở đó có Disneyland thì họ đã đóng cửa Disneyland à, và World Park của họ, cái này là một trong những cái điều mà à, để mà um, yêu cầu à, chúng ta không tập trung những cái nơi đông người để cho cái cơ hội mà cái con virus này nó lây lan. À, và toàn bộ tất cả rạp hát, rạp chiếu bóng à, của Thượng hải cũng đã đóng cửa. À, đây là chúng ta cho thấy một cái điều mà rất 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 quan trọng. Hồng kông thì họ báo động đây là một cái tầm nguy hiểm. tuy là thế giới à, tổ y, à, tổ chức y tế thế giới là who chưa có báo động nó gọi là tầm emergency nhưng mà hồng kông là bắn phát súng đầu tiên là đã báo động đây là emergency à, rồi đó là cái là cái con virus này là tới tầm nguy hiểm rồi chứ nó không phải là chỉ có là cẩn cẩn thận nữa à, Bắc Kinh thì phong tỏ cho tới ngày hôm nay Dũng biết là 17 thành phố và họ đã tăng cường khoảng chừng 2.000 quân sự quân nhân á, vào để yểm trợ cho những cái à, nơi mà có dân sự và những nơi mà làm việc mà công cộng à, về cái vấn đề mà chấn an và à, giữ an ninh những cái nơi mà nó hỗn loạn chẳng hạn như là phi trường à, nhà trạm xe lửa trạm xe bếp À, thủy điện vân vân những nơi mà sẽ có những người tới mà họ muốn rời khỏi vũ hán hoặc là họ muốn rời khỏi những cái thành phố mà đang bị à, phong tỏa thì chính phủ đã đưa 2.000 quân sự đến à, để mà à, hỗ trợ trong cái vấn đề đó một lần nữa thì à, quý vị có thể đăng ký tại đây để dũng luôn luôn đây là một vấn đề vấn nạn của thế giới mà dũng đang để ý tới vì nó dũng nghĩ đây là vấn nạn của thế giới À, có thể dũng là con nhà phật cho nên hồi xưa dũng có những cái suy nghĩ mà nó nó hiện giờ chúng ta khi thấy những cái chuyện gì xảy ra chúng ta lại liên tưởng tới đó nhưng luôn luôn chúng ta phải nghĩ theo cái tính cách tích cực để mà chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề à, còn nếu mà chúng ta nghĩ theo cái tính cách tiêu cực thì chúng ta không khác nào là bỏ củi thêm vào lửa à, hoặc là đứng đó mà vỗ tay nữa gọi là múa tay trong bị à, thấy người nhà người ta khi một người đang bất hạnh thì một người cũng đồng nghĩa là một người đang hạnh phúc và ngược lại là khi một người đang hạnh phúc thì một người cũng đang bất hạnh cho nên chúng ta đừng có vui ở trên nỗi đau của những người khác chúng ta hãy chia sẻ với tính cách nó là nhân loại với nhau cho nên trong lúc này là trong lúc mà chúng ta hãy tìm cách để ngăn ngừa cái dịch thứ nhì nữa là tìm cách để mà điều trị cái bệnh này và sau đó chúng ta mới tìm tới lý do là nguyên nhân tại sao để mà chúng ta rút kinh nghiệm lại cho tương lai cho mai sau À, cho nên trong cái tinh thần đó một lần nữa dũng sinh quý vị à, hãy đến và có những lời đóng góp cho nó 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 à, tích cực một chút xíu và nó nghiêng về cái vấn đề nhân văn nhân bản và cho nhân loại hơn là đứng đó mà chỉa tay và đổ lỗi hoặc là chà đạp lên những nỗi đau của những người khác dù sao cũng đây là cũng là những con người à, chúng ta có thể bất đồng quan điểm với chế độ với cơ chế chứ, chứ đây là những là những là con người à, thì không nhân vô thập toàn thì ở trong những cái rủi nó có những cái điều mà chúng ta có thể học được và chúng ta rút kinh nghiệm ra cho bản thân chúng ta à, cho nên thành ra ở trong tinh thần đó Dũng không cố gắng không phải mục tiêu của Dũng là lý để giáo ai hết nhưng mà Dũng thấy là à, chúng ta với tính cách là người Việt Nam thì khi mà mọi sự việc nó xảy ra vấn đề sau này người ta nhìn lại người ta vẫn nói là ở trong lúc đó thì người Việt Nam cũng là một trong những cái dân tộc cái sắc tộc mà đã cố gắng để mà nó có là thiện chí để mà 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 giúp đỡ để mà ngăn ngừa cái bệnh này chứ đừng mang tiếng là chúng ta là những dân tộc và múa tay trong bị là là nhìn vào cái nỗi đau của nhân loại của những người khác rồi nó nó đưa ra những cái nó gọi là cái ác cảm nó không có cái nhìn không thiện cảm về dân tộc của chúng ta à, Dũng một lần nữa Dũng luôn tránh đề tài chính trị và tôn giáo cho nên quý vị thấy là những đề tài chính trị Dũng Dũng luôn tránh tại vì khi Dũng nói về chính trị nó không có đúng và sai nó thuộc về lý tưởng và chân lý rồi lý tưởng và chân lý chúng ta cũng thấy cái nhóm khủng bố họ sẵn sàng vì đạo của họ họ cướp máy bay đợi họ đi giết người và họ cho rằng cái điều đó đúng và tiếng gọi của của uh, của thánh của họ thì làm sao mình nói với họ là họ sai được cho nên khi mình nói về vấn đề chính trị và tôn giáo là dũng luôn tránh dũng cho đó nó là thuộc lãnh vực uh, lãnh vực mà là lý tưởng thì một khi nó đã nói về cái lãnh vực lý tưởng thì chúng ta đã nói là không có vấn đề là đúng sai trong đó mà là là, là vấn đề mà chúng ta nên tránh uh, một lần nữa thì dũng xin cảm ơn quý vị đã luôn luôn đồng hành lắng nghe chia sẻ và quý vị là là phải nói là tin tưởng nếu quý vị thích những cái thông tin dũng đưa thì quý vị có thể cập nhật đăng ký nhấn vào cái nút subscribe đăng ký để mà quý vị có những cái thông tin mới nhất từ cái trang dũng theo TV xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau này xin cảm ơn